Chương trình thời sự tối tiếp tục với những thông tin văn hóa xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, Quỹ học bổng Vừa A Dính được thành lập ngày 5 tháng 3 năm 1999 theo sáng kiến của báo Tiền Phong nhằm tiếp sức cho các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ học bổng do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu làm chủ tịch. Sáng nay, bà Trương Mỹ Hoa cùng các thành viên câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, các mạnh thường quân đã trao tặng học bổng Vừa A Dính cho học sinh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tham dự chương trình có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 35 suất học bổng Vừa A Dính đã được câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng. Dịp này, tỉnh đoàn cũng trao tặng 50 phần quà là dụng cụ học tập cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng biểu trưng chuyến xe yêu thương cho Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để triển khai mô hình chuyến xe yêu thương trên địa bàn tỉnh.